người sẽ đặt vào đuôi mắt và mình sẽ tan ôm lên bầu mắt. Thiếu màu thì chúng mình sẽ lấy thêm nha. Tông màu này là tông màu mà sẽ rất là nhiều các bạn make up chuyên nghiệp ứng dụng cho cô dâu của mình. Loang màu chúng ta sẽ luôn luôn loang lên đến hết bầu mắt. Sau khi mà chúng ta tan hết 1/3 khuôn mắt mướt mượt màu đều thì chúng mình sẽ bắt đầu tan hết phần đầu mắt. Màu này sẽ được tan hết cho phần đầu mắt còn lại. Các bạn lưu ý là chúng mình luôn luôn đặt màu ở phần viền mí mắt, sau đấy còn thừa màu chúng ta mới đưa lên đến hết bầu mắt. Lưu ý là màu đưa lên đến phần hốc mắt thì chúng mình sẽ sử dụng màu rất là nhạt và nhẹ tay thôi. Đối với mắt dưới thì mọi người nên pha thêm một chút màu nâu đậm hơn. Và mắt dưới chúng mình sẽ đặt vào khóe mắt, tan đi vào 2/3 khuôn mắt. Phần đầu mắt còn lại thì mình dùng tương tự như đầu mắt của phía trên. Chúng mình sẽ bắt đầu kẻ mắt từ điểm đuôi mắt trước. Kiểu mắt đầu tiên sẽ là kẻ mắt Hàn Quốc. Chúng ta sẽ kẻ từ khóe mắt đi ngang ra bên ngoài 4 ly. Sau đấy cho người mẫu nhìn xuống và mình sẽ kẻ kéo ngược về từ bên ngoài đi vào bên trong đuôi mắt. Với mắt dưới chúng ta sẽ kẻ một chút ở bên trong khuôn mắt, tạo chiều cao cho khuôn mắt. Đối với mi giả thì mọi người lưu ý là chúng mình sẽ bấm cong ở mi giả trước, sau đấy thì chúng ta mới dán lên mắt. Mascara thì nên lưu ý là chọn loại mascara không lên phân sôi để nó giữ được lông mi của chúng ta có độ cong tốt nhất. Đây là kỹ thuật tản màu mắt mà chúng ta sẽ ứng dụng được cho rất là nhiều các khuôn mắt khác nhau. Các bạn hãy thử dùng nhé.